làm cái hàng càng lên tay nha. Thơm quá. Có ai bốc mùi chưa? Nãy giờ là đã thấy có bụng chết. Hôm nay cả nhà thì tiếp tục làm cái món bún nha, bún chả giò thịt lười. Đó, các cô chú anh chị nhìn thấy hấp dẫn chưa? Chứ con thì con thấy rất là hấp dẫn nha, càng ngày thì mấy cô với lại mấy chị em con càng lên tay luôn. Đó, tay nào tay nấy là con chuột nó bự chà bá luôn. Nhưng mà con cảm giác được là mỗi lần làm thì có một sự tiến bộ rất là nhiều luôn. Đó, ngày hôm nay là miếng thịt rất là mướt, rất là mịn. Cái miếng thịt đó chị càng ngày nó càng mềm, cảm giác cắn như một cái nó tan ở trong miệng luôn á. Còn chả giò của chị Ba thì sao, chứ món thịt nướng là chị thấy ngon rồi đó. Càng ngày nó càng đều, nó không còn mà cái bự cái nhỏ nữa theo cái khuôn hình nữa. Thôi vậy nè, em chỉ biết nướng thôi. Còn mẻ này nữa là xong rồi. Càng ngày miếng thịt càng to ha. Cái công đoạn cuối cùng mà mấy chị em tụi mình cùng với lại các cô làm cho các bạn bắt đầu là Hiếu Lâm sẽ bắt bún nè, sau đó là mình sẽ cho một ít dưa leo với lại giá lên nha. Bên đây thì có Ngân sẽ lấy cho mọi người. Hôm nay thì cũng được là hai cuốn chả giò luôn, rồi được thêm một xiên thịt với năm cục thịt nhỏ nữa, rất là ngon, rồi nước mắm nữa. Hấp dẫn lắm luôn á, có mỡ hành với đậu phộng luôn. Hộp bún là hộp bún nấy dung đùng luôn á. Dạ. Hấp dẫn đó. Dạ dạ, con đè rồi, con đè rồi, con đè rồi. Dạ. Chị ba quá mạnh. Không không chị, tạm coi kéo. Dạ, từ từ. Rồi đi kêu mọi người lại nha. Đó, đây rồi, nhanh lên nha, đeo khẩu trang lại giùm em nha chị. Tại vì vẫn còn dịch nha, để bảo vệ sức khỏe rồi. Mọi người nhanh tay lẹ chân lên. Chị qua xếp hàng lấy trước. Rồi để xuống. Bún chả giò thịt nướng nha mấy cô mấy chú ơi. Không được, cứng nhắc hả? Để lên trên đi. Để lên trên đi. Rồi để xuống gì luôn đi. Hò đi, hò đi. Rồi buông ra đi nha, để gì đi. Phan. Chị An Huỳnh Vân. Chị ba. Dạ, nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Xin chào các bạn, xin chào. Ngày hôm nay thì bốn chị em tụi mình thật sự rất là vui mừng và hạnh phúc luôn khi mà được thay mặt cho Mạnh Thường Quân, đó là bạn Phạm Hằng, phát 150 phần bún thịt nướng cộng với đó là chả giò cho bà con nha. Thì tổng trị giá 150 phần bún chả giò thịt nướng hôm nay có giá là 3.750.000. Xin chân thành cảm ơn bạn lắm, nhiều lắm nha. Bây giờ mọi người đến đông quá, mình phải tranh thủ phát nha. Rồi. Bún thịt lụi rất là ngon luôn nha. Dạ. Dạ, gửi tặng chút ăn ngon miệng. Dạ rồi. Cảm ơn em, cảm ơn.
giỏi. Thầy chúc ăn, à, em lấy đi. Rồi giỏi. Rồi chúc ăn ngon miệng. Dạ, bạn Phạm Hoàng tặng nha. Rồi cô lấy đi cô. Dạ, cô ơi, nó cảm ơn giùm con. Dạ. Lấy Hoàng. Cảm ơn. Dạ, không có gì. Dạ. Ông nói cảm ơn giùm con nha. Dạ. Rồi xin mời bạn Phạm Hoàng tặng cho em nha. Giỏi. Rồi đây. Dạ, chú nói cảm ơn giùm con nha chú. Dạ, thì đây bạn Phạm Hằng gửi tặng nha. Dạ, không có gì đâu ạ. Dạ, của cô. Dạ, chúc ăn ngon miệng. Rồi, xin mời. Chúc ăn ngon miệng nha, giỏi. Dạ, chúc cô ăn ngon miệng nha cô. Dạ. Không ăn là tiếc lắm luôn á. Cảm ơn. Dạ, rồi, xin mời. Đây, chúc ăn ngon miệng, giỏi lắm. Dạ rồi, xin mời bà ơi. Chúc bà ăn ngon miệng nha bà. Ừ. Dạ. Rồi, của cô đây. Dạ, rồi xin mời. Dạ, chúc ăn ngon miệng. Cô nói cảm ơn giùm con nha cô. Dạ. Rồi, bạn Phạm Hoàng tặng nha. Cảm ơn. Giỏi. Dạ, chúc ăn ngon miệng nha cô. Dạ. Dạ, của cô đây. Dạ, cô nói cảm ơn giùm nha. Dạ, nói cảm ơn giùm nè. Dạ. Rồi, giỏi. Dạ. Rồi, cô, dạ, chúc ăn ngon miệng nha. Dạ. Rồi, cô em đó. Quá giỏi luôn. Rồi, mọi người nhanh tay lẹ chân đeo khẩu trang vô ạ. Bún rất là ngon, ai không ăn là tiếc lắm luôn á. Dạ, chúc ăn ngon miệng nha cô. Dạ. Dạ, bạn Phạm Hằng gửi tặng hộp bún nha. Cảm ơn. Dạ. Rồi, cô em nè, em lấy đi. Cảm ơn chị Cắm. Giỏi quá. Rồi, của em nè. Rồi, em lấy đi. Giỏi quá. Rồi, đây kìa. Rồi, nó cảm ơn. Cảm ơn cô. Quá giỏi. Mẩy vô, mẩy vô nha. Bún rất là ngon luôn. Rồi, nhanh tay lẹ chân lên nha. Rồi, mọi người đang lên. Dạ. Dừng xe lại, xuống xe nhanh chóng giùm nha. Rồi, bún rất là ngon luôn, ai không ăn là tiếc hùi hụi luôn á. Từ từ thôi à, để té. Đây, chúc ăn ngon miệng nha. Giỏi. Dạ, xin mời à. Dạ, chúc ăn ngon miệng nha cô. Cảm ơn nha. Dạ. Rồi, xin mời. Rồi, chúc ăn ngon miệng nha. Em lấy đi. Rồi. Dạ, 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 cô nói gì không được. Dạ, ăn ngon miệng nha cô. Dạ. Dạ, chúc anh ăn ngon miệng nha. Dạ. Rồi, nhanh tay lẹ chân lên. Bún rất là ngon luôn. Dạ, mời bà. Đây của bà nè bà. Đây bà nhận đi bà. Bà nhận đi bà. Dạ. Cảm ơn. Dạ rồi. Chúc bà ngon miệng. Rồi của em. Giỏi. Rồi của em đây. Giỏi quá. Rồi xin mời. Quá giỏi luôn. Rồi của em đây, em lấy đi. Em lấy. Giỏi. Bún đây à, bún rất là ngon luôn. Mẩy vô, mẩy vô. Đây, chúc ăn ngon miệng nha. Rồi. Đây, của em đây. Giỏi. Rồi, đây là của em. Cảm ơn. Rồi. Rồi, của em đây, em lấy đi. Giỏi. Rồi, chúc ăn ngon miệng nha chú. Dạ, chú nói cảm ơn. Dạ, rồi. Đây, bún chả giò thịt nướng ngon lắm ạ. Dạ, ông nói cảm ơn giùm con là được rồi. Dạ rồi. Rồi, nhanh cái tay lẹ cái chân lên nha. Bún rất là ngon luôn. Ai nhận thì đeo khẩu trang vào nha. Mọi người khi mà biết chiếc xe của mấy chị em mình chạy đến đó, các bạn là háo hức chạy ra để mà nhận những phần bún đó. Thì bây giờ mọi người ở xa đang đến nè. Mỗi ngày thì mấy chị em đi một nơi để mà ai cũng được thưởng thức hết nha. Dạ rồi. Dạ, chúc bà ăn ngon miệng nha bà. Dạ. Rồi, chúc em ăn ngon miệng nha. Rồi.
xin mời đến nhận bún nha. Đi ra đây. Rồi xin mời em qua đây. Quá giỏi luôn. Rồi ai ăn bún thì lại lấy nha. Bún rất là ngon luôn. Đây của em. Cầm, em cầm đi, em cầm đi. Rồi. Giỏi. Rồi của em đây. Giỏi quá. Cô không có bọc về, thông cảm giùm cô nha. Ở con xin lại đằng kia, xin cái chú bán tạp hóa đằng kia giùm cô nha. Rồi, bún thịt nướng đây rất là ngon luôn nha. Đây, xin mời em nhận. Giỏi. Rồi, của em đây. Giỏi quá. Rồi, bún rất là ngon luôn. Xin mời em nhận nha. Rồi. Đây, chúc ăn ngon miệng. Dạ. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn nghe con. Dạ. Rồi, giỏi. Đây, xin mời người tiếp theo. Rồi, đây cô em đây, chúc ăn ngon miệng nha. Giỏi. Rồi, xin mời cô em đó. Nó cảm ơn, giỏi. Nhanh tay lẹ chân lên nha, không ăn là tiếc lắm luôn á. Chúc ăn ngon miệng nha chị. Dạ. Rồi em có chưa? Rồi lại đây. Rồi, nó cảm ơn chị. Quá giỏi. Rồi xin mời. Đây. Cảm ơn chị. Quá giỏi luôn. Dạ, bạn Phạm Hằng gửi tặng ha. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Nhà của bà này bà, chúc bà ăn ngon miệng nha bà. Dạ. Cho trường hợp không được hả? Bà xin trai bà. Gần cháu ngoại nhà ở nhà nó dám đi. Nhờ bé lại giùm con nha, trường hợp bệnh con mới cho hai phần nha, thông cảm giùm con nha bà. Dạ. Dạ, thông cảm giùm con, kêu bé lại đi bà. Rồi chúc chú ăn ngon miệng nha chú. Cảm ơn. Dạ. Rồi xin mời. Dạ, nó cảm ơn giùm đi ạ. À. Nó cảm ơn giùm con đi ạ. À. Dạ. Rồi chúc chú ăn ngon miệng nha chú. Rồi, cảm ơn. Dạ. Rồi xin mời. Đây của cô. Dạ cô lấy đi cô. Rồi của chị đi chị. Dạ. Của em đó. Giỏi. Dạ đây à. Rồi. Dạ của cô à. Dạ. Rồi xin mời. Rồi em lấy đi, em lấy đi. Nó cảm ơn là được rồi. Nó cảm ơn chị. Rồi giỏi quá. Dạ chúc ăn ngon miệng nha cô lấy ở đó đi ạ. Dạ. Rồi từ từ thôi để té nha. Thôi em lấy đi rồi giỏi. Rồi của em đây giỏi. Rồi xin mời. Chúc ăn ngon miệng nha. Dạ. Dạ xin mời. Giỏi. Dạ chúc cô ăn ngon miệng nha cô. Dạ. Dạ chúc ăn ngon miệng à. Dạ. Rồi cô em đem lấy đi. Quá giỏi. Rồi đây của em nè. Cảm ơn cô. Rồi. Xin mời. Rồi em nhận đi, em nhận đi. Dạ chúc ăn ngon miệng nha cô. Dạ. Rồi đây của em. Dạ. Đi từ từ thôi, trời nhỏ xíu à. Rồi đây của con nè, con nói cảm ơn. Ôi cô chừng xe đó nghe, đi từ từ thôi. Rồi đây của em, chúc ăn ngon miệng nha. Giỏi. Dạ chúc ăn ngon miệng. Rồi của em nè. Nó cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Giỏi quá. Nhanh lên nha, không là hết là tiếc dữ lắm á.
coi bạn Phạm Hằng gửi tặng cho em nha. Em cảm ơn chị. Giỏi. Bún đây, bún đây. Bún rất là ngon luôn nha. Không ăn là tiếc lắm luôn á. Rồi, xin mời. Chúc em ăn ngon miệng nha. Chúc cô ăn ngon miệng nha cô. Cảm ơn ạ. Dạ. Cảm ơn ạ. Xin mời. Chúc ăn ngon miệng nha. Giỏi. Nhanh tay lẹ chân lên nha. Bún ngon lắm đây. Bún mới vừa ra lò luôn. Giỏi. Bé bị bệnh đó chị, đưa qua đây luôn đi chị. Cô em nè, về để bé bị bệnh. Từ từ thôi, để té đó nha. Rồi, chúc ăn ngon miệng nha. Cảm ơn chị. Rồi. Dạ. Cô đây cô, bạn Phạm Hằng gửi tặng ăn ngon miệng nha cô. Đi từ từ để té nha cô. Chúc ăn ngon miệng nha. Dạ. Rồi xin mời. Giỏi. Dạ, con mời bà qua đây à. Chúc bà ăn ngon miệng nha bà. Vâng ạ. Dạ. Ổng. Mọi người đang lại. Ăn ngon miệng nha cô, uống ngon lắm á. Cho hai hộp được không? Hai đứa. Dạ, mỗi người một hộp giùm ạ. Dạ. Cô ơi nói cảm ơn giùm con đi cô. Dạ. Đi cẩn thận nha. Lại kêu nó lại lấy. Rồi, qua rửa tay. Rồi, em qua đây nè. Rồi, chúc ăn ngon miệng nha. Giỏi. Còn ai nữa không ta? Vẫn còn. Dạ, cô chú đây chú. Chúc chú ăn ngon miệng nha. Dạ. Thôi, bún rất là ngon luôn. Ai không ăn là tiếc dữ lắm luôn á. Dạ xin mời ạ. Thầy chúc ăn ngon miệng nha. Chị nói cảm ơn dạ. Dạ. Dạ cái này là bún thịt nướng với chả giò. Rồi đây cô em đây. Giỏi. Coi chừng xe nha. Rồi mãi vô mãi vô nha. Dạ bún à. Dạ dừng xe xuống giùm đi ạ. Dạ cô chú đây ạ, chúc chú ăn ngon miệng nha. Rồi thấy chú cho chú xin thịt bằng luôn. Dạ chú xin cho ai chú? Con gái cách ly tại nhà. Dạ rồi chú lấy đi, chú lấy cho con gái chú. Rồi cảm ơn. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ không có gì đâu chú ơi. Rồi đây chúc chú ăn ngon miệng nha. Dạ. Dạ không có bột. Dạ của bà đây bà. Bạn Phạm Hằng gửi tặng nha. Dạ. Bà nói cảm ơn giùm con là được rồi. Dạ. Rồi. Từ từ thôi, từ từ thôi. Rồi đây, chúc ăn ngon miệng nha. Giỏi nha. Chị lấy cho ba chị một phần luôn đi chị. Ba chị bị bệnh, chị lấy hai phần đi. Dạ. Rồi, em xin cho ai? Em xin cho anh. Mời anh em lại giùm chị nha. Chị chỉ cho người bệnh hai hộp thôi. Dạ, anh em đi được thì lại giùm chị nha. Rồi, đây. Giỏi. Rồi. Chúc ăn ngon miệng nha.
Dạ chúc ăn ngon miệng nha. Dạ. Đây của chị đây. Dạ. Rồi, còn ai nữa không? Không lên đi nha. Rồi, nhanh lên lại chạy lên đây giùm chị. Dạ. Chị ơi. Rồi, chúc ăn ngon miệng nha. Giỏi. Trời ơi, mấy đứa chạy xe đạp lên quá trời luôn chị ơi. Chắc là mấy đứa nó thích cái món bún này hay sao. Các bạn mỗi lần thấy bún á là khoái lắm luôn á. Chạy riết lên để mà được nhận à. Rồi, tấp xe xuống. Mấy đứa nhà tuốt ở dưới luôn á. Rồi, chúc em ăn ngon miệng nha. Rồi, đặt từ từ về thôi xe không nha. Rồi, giỏi. Rồi, của em đây. Giỏi. Rồi, của em. Giỏi lắm. Rồi, của cô nè cô. Dạ. Rồi, xin mời. Xin mời em nha. Nó cảm ơn. Chúc ăn ngon miệng nha. Dạ, chưa lấy đi. Sao, bún nè. Dạ, rồi của em đây. Rất cảm ơn chị. Rồi. Rồi, trở về đi. Em có chưa? Chưa hả? Vô đây cái tội mà đút ở dưới đuôi mà dám chạy lên tới đây. Dạ chúc ăn ngon miệng nha cô. Dạ nó cảm ơn giùm con nha. Cảm ơn. Dạ rồi của em đây nó cảm ơn. Giỏi. Chạy cẩn thận nha. Gửi bạn Đạt con hộp đi để thôi chạy về không được đó. Bún đây bún đây. À, ở đây mình còn lại 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 phần nữa thôi là hết rồi các cô chú anh chị và các bạn ơi. Ai nhanh tay thì còn chậm tay là hết trơn đó nha. Bún này thì rất là ngon luôn, được tới tận 2 cuốn chả giò luôn. Bún à. Dạ chúc ăn ngon miệng nha chú. Dạ chú cảm ơn giùm con là được rồi ạ. Dạ. Rồi, nhanh tay lẹ chân lên nha. Rồi, xin mời qua đây ạ. Dạ, chúc ăn ngon miệng nha chị. Dạ. Mấy đứa nó đạp xe lên. Bún hai ơi. Hai đi rước bà hai hả? Rồi dừng xe lại, dừng xe lại. Rồi đậu xe lại nha. Rồi của em đây. Đây, giỏi. Rồi dừng xe coi chừng ngã. Ủa từ từ té đó. Rồi của em này chứ, giỏi. Rồi, có bún chưa? Nhanh tay lẹ chân lên nha. Hình như là hết rồi đó tơi. Hình như còn nữa cơ. Đang đạp xe lên thì chị. Mọi người ở dưới á, thấy bún ngon quá các bạn ơi. Tại vì lần trước mấy chị em đã phát ở phía dưới rồi à, thấy ngon quá hay sao mà hôm nay phát ở khúc trên à, mọi người vẫn chạy xe đạp lên tới trên đây để mà được nhận bún á. Cô lên lấy bún. Rồi. Rửa tay nha. 2, 4, 6, 8. Còn 9 hộp nữa là hết rồi nha. Dạ chúc ăn ngon miệng nha chị. Dạ. Dạ. Rồi đây. Bạn Phạm Hằng gửi tặng cho em nha. Nó cảm ơn. Giỏi. Nửa kìa Ngân ơi. Chạy xe đạp lên. Chạy luôn á.
rồi. Cảm ơn cô. Quá giỏi luôn. Giỏi quá. Chạy xe lại đây luôn đi chị. Rồi chúc ăn ngon miệng nha. Nha. Nè cô lấy cho ông xã cô hộp luôn đi. Dạ. Dạ. Dạ, đội nón cẩn thận nha, chở giùm. Tại vì hai vợ chồng đều bị tật hết á. Rồi, đây, chúc ăn ngon miệng nha. Nó cảm ơn. Giỏi. Rồi, đây. Dạ, con cảm ơn cô. Giỏi quá. Rồi, của em đây. Nó cảm ơn chưa ta? Cảm ơn. Cảm ơn. Giỏi. Rồi, còn hai phần cuối cùng. Còn có hai hộp à. Cô nói cảm ơn giùm con nha con. Dạ. Giang. Nó cảm ơn. Dạ, của bà đây bà. Dạ, bà nói cảm ơn giùm con nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Hết rồi mấy đứa ơi. Dạ. Ngày hôm nay thì bốn chị em tụi mình thay mặt cho Mạnh Thường Quân, đó là bạn Phạm Hằng phát 150 phần bún thịt lụi cộng với đó là chả giò gửi đến cho các bà con ở xóm trên nha các bạn. Thì mọi người ai nhận bún cũng rất là vui hết, ai cũng khen ngon cả. Xin chân thành cảm ơn bạn nhiều lắm nha. Chúc cho bạn luôn có nhiều sức khỏe, lúc nào cũng xinh đẹp nha bạn Phạm Hằng. Xin chào bạn, chào các bạn, bye bye.